Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng tại cửa hàng MyProtein, là một cửa hàng cung cấp các sản phẩm cho vận động viên hay những người có thể trạng kém, vì trong khẩu phần ăn hàng ngày chúng ta không thể đáp ứng đủ nhu cầu protein của cơ thể. Chính vì điều này, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng tại Mỹ về Việt Nam để có những cái sản phẩm chất lượng, những sản phẩm chính hãng ở đây với giá rất là rẻ. Vì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người mua sản phẩm ở đây có thể giảm tới 60%, thì làm cách nào chúng ta có thể mua được những sản phẩm giá rẻ như vậy. Thì bước đầu các bạn tìm kiếm trên Google cái đường link trang web này us.myprotein.com. Thì chút nữa mình sẽ gắn ở cái phần mô tả video này cho mọi người dễ tìm kiếm hơn. Thì khi mà các bạn vào đây, các bạn có thể thấy này, khi mà các bạn vào cửa hàng thì các bạn có thể thấy ở đây là có một cái code để giảm giá. Thì cái code này giảm giá 45%. Thì chút nữa mình sẽ kích vào đây để mình lưu lại cái code này, để chút nữa mình thanh toán mình sẽ add vào để mình có cái giá sẽ được giảm nhiều hơn. Thì ở đây khi mà mình vào phần này thì các bạn có thể thấy này, ở đây thì mình mua hàng ở cái mục best seller, thì mình kích vào phần này. Cái mục này là những sản phẩm bán rất là chạy tại cửa hàng. Thì khi mà các bạn mua ở đây thì các bạn có thể thấy này, khi mà các bạn thêm code vào các bạn sẽ được giảm giá thêm đấy. Thì rất nhiều sản phẩm các bạn lựa chọn, thì các bạn có thể lựa chọn tùy ý. Thì ở đây có những sản phẩm có thể giảm giá hơn là những sản phẩm về quần áo có thể giảm giá tới 60%. Các bạn có thể thấy này, ở phần này, đây mình đang trỏ sang phần quần áo thì mình kích ở phần này để tìm kiếm những cái sản phẩm giảm giá. Thì các bạn có thể thấy này, khi mà ở đây ở trên này thì không có 60%, nhưng mà các bạn kéo xuống phía dưới nữa thì các bạn có thể thấy này, cái phần bên này các bạn có thể tìm kiếm những cái sản phẩm giảm giá này, hoặc là nhiều hơn 75% cũng có này. Các bạn có thể kích vào đây để ra những cái sản phẩm giảm giá rất là lớn. Khi mà chúng ta mua hàng như vậy, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Thì các bạn có thể thấy khi mà mình chọn ở bên này là ra những cái sản phẩm giảm giá ở đây, để cho các bạn tìm hiểu và nghiên cứu mua những cái sản phẩm như vậy thì các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí hơn. Thì ở đây mua hàng như nào, thì các bạn có thể thấy này, ở đây là sản phẩm này thì có 3 màu sắc, các bạn lựa chọn, các bạn có thể kích vào đây để ra cái sản phẩm này để các bạn mua, hoặc là các bạn có thể mở ra một tab mới. Ở đây thì mình sẽ mở ra một tab mới như này để mình sẽ chọn được nhiều sản phẩm hơn. Thì mình kéo xuống như này, kéo xuống sẽ không bị mất cái tab đấy. Đấy thì là dễ dàng để mình chọn hơn. Thì khi mà các bạn ra đây, các bạn có thể thấy này, cái sản phẩm này hiện tại là giá 36 đô và được giảm giá. Khi mà mình mua này, mình đã tiết kiệm được 18 đô rồi. Sản phẩm này còn 17,99 đô này, các bạn có thể thấy này. Còn ở phía dưới này là chọn size, còn bên này là các góc độ của sản phẩm cho các bạn chọn lựa. Thì các bạn có thể là tìm hiểu và nghiên cứu, hoặc là kích ở đây để xem mẫu mã lại cái sản phẩm mình muốn mua hay không. Còn ở dưới là các cái mô tả của sản phẩm này, các bạn có thể đọc và nghiên cứu. Đấy, còn kéo xuống dưới là những feedback của khách hàng. Khi mà họ mua hàng rồi, họ sẽ để lại cái lời bình luận về cái sản phẩm khi mà họ nhận được. Thì các bạn có thể đọc và nghiên cứu những cái bình luận như này. Thì bây giờ ở đây là phần chọn size, thì mình sẽ chọn một sản phẩm ở đây. Đây mình sẽ thêm vào giỏ hàng, hoặc các bạn có thể đổi màu sắc tùy ý này. Thì đây mình kích sang đây để đổi màu khác, thì các bạn có thể thấy. Nhưng mà có một lưu ý, nếu như các bạn chọn cái sản phẩm màu khác thì những cái màu đấy chưa chắc đã được giảm giá, chỉ có thể là sản phẩm này thôi. Đấy thì các bạn có thể là nghiên cứu kỹ khi mà các bạn mua. Thì mình ở đây thì mình hướng dẫn mọi người mua những cái sản phẩm giảm giá thôi. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng nhé. Đấy thì các bạn có thể thấy này, đấy thì ở đây thì mình đã thêm được một sản phẩm vào giỏ hàng rồi. Còn các bạn bây giờ muốn mua những cái sản phẩm như thực phẩm chức năng này, thì mình sẽ kích vào phần này để mình tìm kiếm những cái sản phẩm ở đây có giá rẻ hơn. Thì các bạn có thể là nghiên cứu này, ở đây có những sản phẩm giá rất rẻ. Thì hai sản phẩm này là hai sản phẩm giống nhau nhưng mà kích thước nó khác nhau, thì các bạn có thể kích vào để nghiên cứu. Ở đây mình sẽ mở ra một tab mới cho các bạn xem. Thì các bạn có thể thấy này, ở đây thì mình mua cái túi lớn hơn thì sẽ có giá cao hơn, thì mình kích sang phần này. Nhưng mà vẫn ở trong cái khuôn khổ mà cái sản phẩm này được giảm giá nhá. Thì chút nữa mình sẽ add cái code đấy vào để mình nhận cái giảm giá của sản phẩm. Đấy thì ở đây thì mình chọn một sản phẩm này, mình thêm một sản phẩm nữa vào. Ở đây là các thông tin về sản phẩm, các bạn có thể đọc và nghiên cứu qua. Còn kéo xuống dưới vẫn như những sản phẩm kia thôi. Ở đây là feedback của khách hàng. Khi mà họ mua sản phẩm rồi thì họ sẽ để lại lời bình luận để cho các bạn nghiên cứu về sản phẩm. Sản phẩm ở đây thì là sản phẩm chính hãng rồi, nên các bạn yên tâm khi mà mua hàng trực tiếp ở đây về Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng. Mình sẽ thêm luôn hai sản phẩm để cho các bạn thấy.
Hoặc các bạn có thể kích ra phần này để mua những cái sản phẩm không giảm giá, thì các bạn kích trực tiếp vào phần này để mua những cái sản phẩm không giảm giá. Còn những cái sản phẩm trong cái khuôn khổ này thì là những sản phẩm giảm giá. Thì mình đã hướng dẫn mọi người rồi, thì các bạn có thể đọc và nghiên cứu. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cách nào chúng ta có thể thanh toán ở đây. Thì bây giờ bước đầu thì mình sẽ vào cái giỏ hàng của mình để mình xem lại những cái sản phẩm mình đã thêm vào. Ở đây thì mình đã chọn mua 3 sản phẩm, các bạn có thể thấy này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ add cái code này vào để mình nhận giảm giá sản phẩm nữa. Đấy, thì mình sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Hiện tại thì cái đơn hàng của mình, khi mà mình add cái code đấy vào thì chỉ còn 42,88 đô. Mình đã tiết kiệm được 35,09 đô. Đấy, thì mình tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Còn bây giờ là đến bước thanh toán. Thì mình, trước hết khi mà các bạn thanh toán thì mình khuyên tất cả mọi người nên tạo một cái tài khoản tại cửa hàng này để tiện cho việc khi mà các bạn theo dõi cái đơn hàng các bạn đã được vận chuyển hay chưa, thì các bạn có tài khoản, các bạn có thể vào tài khoản này để kiểm tra. Thì mình vào đây, mình sẽ tạo một tài khoản ở đây cho các bạn thấy. Thì tạo tài khoản ở đây, các bạn có thể liên kết trực tiếp với tài khoản Facebook của các bạn hoặc là tài khoản Google, thì các bạn liên kết vào đây thì các bạn kích trực tiếp luôn. Còn ở đây mình sẽ tạo mới cho mọi người. Ở đây mình sẽ tạo mới một tài khoản nhé, mình sẽ không liên kết. Thì là điền tên này, email này, mật khẩu, rất là dễ dàng thôi. Đấy, xong bấm vào đây là mình được giảm giá. Còn có một cái code gửi đến email của các bạn, thì các bạn, nếu như các bạn tạo tài khoản thì sẽ nhận được cái code đấy. Cái code đấy là cái code giảm giá. Thì các bạn có thể là thêm vào đây để các bạn thanh toán. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người thanh toán, vì mình không tiện vào email để mình lấy code ra. Thì bây giờ khi mà các bạn vào giỏ hàng rồi thì mình sẽ kích vào phần này để mình thanh toán cái đơn hàng này để cho các bạn thấy này. Ở đây cái phần này là cái phần vận chuyển, thì các bạn có thể chuyển trực tiếp đến địa chỉ ở Mỹ thôi, vì ở đây họ sẽ không có vận chuyển đến Việt Nam những cái sản phẩm ở đây. Vì khi mà các bạn vận chuyển đến Việt Nam ấy, thì có hai phương pháp để các bạn vận chuyển. Thứ nhất là các bạn có thể chuyển đến địa chỉ nhà bạn bè người thân khi mà đang đi du lịch về nước, thì có thể cầm theo cùng với các bạn, như vậy các bạn sẽ không bị mất thêm chi phí nữa. Đấy, còn nếu như mà các bạn vận chuyển đến nhà bạn bè người thân rồi họ lại cầm ra bưu điện gửi, thì các bạn sẽ bị mất hai lần phí vận chuyển, và về Việt Nam các bạn sẽ bị mất thêm tiền thuế nữa, như vậy rất là lãng phí. Nên phương pháp thứ hai mình sẽ hướng dẫn mọi người, thì các bạn có thể gửi qua các công ty vận chuyển hoặc là nhờ kho bên mình sẽ hỗ trợ bạn thanh toán rồi vận chuyển về nước để cho các bạn nhận hàng trực tiếp tại Việt Nam, rất là đơn giản. Hoặc bên mình sẽ tạo cho bạn một cái kho hàng tại Mỹ rồi các bạn tự quản lý cái hàng về đến kho rồi chuyển về Việt Nam, như vậy thì các bạn cũng không bị mất tiền thuế nữa. Thì nếu như mà thanh toán như vậy thì bên mình vận chuyển ở Việt Nam với chi phí là 10 đô trên 1 cân. Đấy, thời gian vận chuyển thì mất khoảng tầm 14 ngày tới 1 tháng là các bạn có thể nhận hàng tại Việt Nam rồi. Còn bây giờ mình sẽ điền địa chỉ Mỹ của mình vào. Đây là địa chỉ kho của mình. Vì khi mà các bạn mua hàng ở Mỹ này thì cái sản phẩm của họ rất là đa dạng, nhiều sản phẩm. Và hàng ở đây thì cũng chất lượng hơn khi mà các bạn mua ở tại những địa chỉ khác. Đấy. Còn bây giờ khi mà mình điền địa chỉ xong rồi thì kéo xuống dưới các bạn có thể thấy này. Ở đây thì có hai phương pháp vận chuyển, nhưng mà mình sẽ chọn phương pháp vận chuyển ở trên là cái phương pháp vận chuyển miễn phí. Còn nếu như các bạn chọn cái phương pháp vận chuyển mất phí này thì sẽ nhanh hơn, nhưng mà các bạn sẽ bị trả thêm chi phí nữa. Còn mình ở đây mình sẽ chọn phương pháp vận chuyển miễn phí thì cũng rất là nhanh. Chỉ khoảng 6 ngày là mình đã có thể nhận hàng tại Mỹ rồi. Chuyển ở Việt Nam là mất khoảng 10 ngày nữa là mình đã có thể nhận hàng rồi. Còn kéo xuống dưới là cái phần này là phần thanh toán, thì họ có hai phương pháp thanh toán chính. Thứ nhất là thanh toán thẻ tín dụng, thứ hai là thanh toán bằng PayPal. Nhưng mà có một lưu ý, nếu như các bạn thanh toán ở đây là các bạn phải thanh toán bằng tài khoản Mỹ. Ví dụ như các bạn sử dụng tài khoản PayPal Việt Nam thì họ sẽ không chấp nhận cái đơn hàng các bạn khi mà các bạn mua hàng ở đây, nên rất là khó cho các bạn mua hàng. Đấy, còn các bạn thanh toán thẻ tín dụng cũng tương tự như vậy. Đấy là hai phương pháp thanh toán chính. Thì ở đây khi mà các bạn, nếu như mà các bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng thì các bạn có thể điền vào thẻ tín dụng vào đây. Thanh toán về địa chỉ ở Mỹ. Đấy.
Đấy, vậy là mình đã điền đầy đủ tất cả thông tin rồi, thì mình chỉ cần kích vào đây thôi là cái đơn hàng của mình sẽ được kết thúc. Thì các bạn có thể thấy này, ở đây này, tổng cái đơn hàng của mình là hết 46 đô 84. Đấy, tiền thuế của mình là mất 3,96 đô này. Các bạn có thể thấy này, cái đơn hàng này mình mua hàng mình đã tiết kiệm được 40 đô. Tiết kiệm như vậy mình đã tiết kiệm được rất là nhiều khi mà mình mua hàng tại Mỹ. Đấy, thì giá của họ rất là rẻ khi mà các bạn mua hàng tại đây, và những sản phẩm khi mà các bạn mua ở Mỹ cũng rất là phong phú. Đấy, còn video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn có thắc mắc gì, để lại comment phía bên dưới hoặc nhắn tin trực tiếp đến fanpage trên Facebook, mình sẽ hướng dẫn cụ thể mọi người cái phương pháp thanh toán như nào, cách tạo kho như nào cho mọi người dễ hình dung hơn về phương pháp thanh toán. Còn bây giờ mình xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày tốt lành và mua hàng thành công.